do giặt nhiều, sợi vải bị sơ cứng. Đã có comfor, hòa comfor vào nước xả cuối và ngâm áo quần trong giây lát. Comfor sẽ làm mượt sợi vải. Với comfor, mọi thứ đều trở nên mềm mại và dễ chịu hơn. Mềm mại hơn và dịu êm là comfor.